Ukraine tiếp tục là đấu trường của hàng loạt vũ khí uy lực. Lực lượng đổ bộ đường không Nga lần đầu được cấp hỏa thần nhiệt áp. Trong khi đó, Nga triển khai dòng lửa S-500 để bảo vệ Moscow trước các cuộc tấn công UAV. Quân đội Nga răng bẫy tử thần phục kích phi công Ukraine thế nào? Nga bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ nổ kinh hoàng ở Saint Petersburg. Chuyên gia cảnh báo Nga có năng lực tiềm ẩn trong xung đột ở Ukraine. Ở diễn biến khác, Mỹ, Nhật, Hàn tập trận chống ngầm đối phó Triều Tiên. Nhật Bản tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm thượng đỉnh G7. Bắc Kinh cảnh báo Nhật Bản chớ đi theo chính sách của Mỹ về Trung Quốc. Theo Politico, có phải Pháp muốn quyến rũ Trung Quốc sau khi thất bại với Nga? Một số tin tức không kém phần quan trọng. Theo chuyên gia, phương Tây không thể can thiệp vào quyết định của OPEC cộng. Mark Durer tạm thời đóng cửa các văn phòng trên khắp nước Mỹ, chuẩn bị thông báo sa thải. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, sau hơn một năm xung đột dồn dập, Ukraine đã trở thành đấu trường để các bên tung ra nhiều loại vũ khí uy lực. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 4 thông báo, lực lượng lính dù Nga đã lần đầu tiên được trang bị hỏa thần nhiệt áp Tosh-1A Shonshepiok để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. TASS trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, ở tỉnh Saratov, tại một đơn vị tiền tiêu của lực lượng bảo vệ chống bức xạ hóa học và sinh học, lần đầu tiên diễn ra việc chuyển giao hệ thống súng phun lửa hạng nặng Tosh-1A Shonshepiok cho lực lượng đổ bộ đường không Nga. Thông báo còn trích bài phát biểu của Đại tá Alexei Goncharov, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ bức xạ hóa học và sinh học của lực lượng phòng không. Ông cho biết đây là loại vũ khí đáng gờm mà không có thứ gì trong kho vũ khí của phương Tây có thể sánh được. Nó khiến kẻ địch hoảng sợ và việc sử dụng thành thạo vũ khí này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn tới chiến thắng. Đại tá Nga nhấn mạnh, Tosh-1A Shonshepiok là hệ thống súng phun lửa với tên lửa được gắn đầu đạn nhiệt áp, vũ khí được thiết kế để đốt cháy và tiêu diệt nhân lực của kẻ địch, chống lại các công sự. Các lực lượng Nga đang tích cực sử dụng súng phun lửa hạng nặng Shonshepiok trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Loại vũ khí này đã chứng minh hiệu quả trong việc quét sạch các thành trì của quân đội Ukraine, theo TASS. Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở Saint Petersburg khiến blogger quân sự người Nga Vladimir Tatarsky thiệt mạng, hãng thông tấn TASS ngày 3 tháng 4 đưa tin Nga đã bắt giữ một nghi phạm tên là Daria Chepova. Nghi phạm là nữ sinh năm 1997, cũng theo TASS, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nơi ở của người phụ nữ này ở Saint Petersburg. Họ cũng thẩm vấn mẹ và chị gái cô. Với thông tin sơ bộ, quan chức Nga cho rằng chính Chepova là người đã đưa ra cho Tatarsky bức tượng nhỏ có chứa chất nổ. Một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Saint Petersburg của Nga vào hôm Chủ nhật 2 tháng 4 vừa qua, khiến ông Tatarsky thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Vụ nổ đã khiến cho một phần mặt tiền của quán bị sập. Đài CNN của Mỹ đưa tin là một trong những blogger quân sự nổi tiếng của Nga, ông Tatarsky, đã có lúc chỉ trích những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine. Các blogger đưa tin về cuộc chiến của Nga thường chia sẻ các báo cáo và bình luận cho những người đăng ký trên các nền tảng trực tuyến như Telegram. Một số blogger đã thu hút được hàng trăm nghìn người theo dõi. Việc công khai chỉ trích cuộc chiến này là điều hiếm thấy ở Nga. Và tháng 5 năm ngoái, ông Tatarsky nói với CNN rằng ông không chỉ trích toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, mà chỉ trích một số giai đoạn riêng biệt. Ông cho rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine, nhưng điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi lớn. Trong khi đó, đài RT của Nga cho biết, vụ việc này đã gợi nhớ đến một cuộc tấn công khác vào một nhân vật truyền thông nổi tiếng của Nga vào tháng 8 năm ngoái. Đó là sự kiện cô con gái nhà triết học Nga, Daria Dugina, bị ám sát. Các cơ quan an ninh Nga sau đó tuyên bố rằng đặc vụ Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Nói về năng lực phòng thủ của cường quốc hạt nhân Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tháng trước tuyên bố nước này sẽ hoàn thành việc hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ thủ đô Moscow. Theo Asian Times, Sứ Bạch Dương sẽ thành lập một sư đoàn phòng không, một lữ đoàn phòng không và phòng thủ tên lửa, một trung đoàn phòng không được trang bị tổ hợp tên lửa đất đối không S-350, một trạm radar giám sát không gian Dravyjaka và một lữ đoàn tác chiến đặc biệt. Tất cả sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay. Bắt đầu từ năm 2020, một phần quan trọng trong chương trình vũ khí nhà nước của Nga đã tập trung vào phát triển năng lực phòng thủ hàng không vũ trụ. Moscow đã chi hơn 3,4 nghìn tỷ rúp, khoảng 44,3 tỷ đô la vào sáng kiến này kể từ năm 2011, với việc nâng cấp hệ thống phòng không chiếm khoảng 17,5%. Nhiệm vụ hiện đại hóa khả năng phòng không của Nga trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Ukraine tiếp tục điều động các máy bay không người lái UAV tấn công các vị trí của Nga, theo Aviation Times.
Chẳng hạn, Nga gần đây đã cáo buộc một UAV Tu-141 Street của Ukraine đã bị bắn hạ tại một thị trấn chỉ cách Moscow 180 km. Đây là UAV trinh sát tốc độ cao tầm xa có từ thời Liên Xô, có trong kho vũ khí của Ukraine từ năm 2014. Dù không có tên lửa và rocket tầm xa, lực lượng của Kiev được cho là đã tái sử dụng những UAV này, sửa đổi và sử dụng chúng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo Eurasian Times, với tầm hoạt động khoảng 1.000 km, những UAV trên đã từng được Ukraine sử dụng để tấn công các căn cứ không quân chiến lược của Nga vào tháng 12 năm ngoái. Theo Defense News, chương trình vũ khí nhà nước của Nga dự định triển khai 800 bệ phóng tên lửa S-400, S-350 và S-500 trong 100 tiểu đoàn. Tập đoàn quân phòng thủ tên lửa và phòng không số 1 bảo vệ Moscow và khu công nghiệp trung tâm hiện nằm dưới sự chỉ huy của lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không Nga. Các trung đoàn của quân chủng phòng không và tên lửa số 1 được trang bị các hệ thống S-300 hoặc S-400. Nga khẳng định rằng cả hai hệ thống đã được chứng minh là có hiệu quả cao. Ngoài ra, Nga cũng sẽ trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ số 15 hệ thống chống tên lửa đạn đạo S-500. Hồi tháng 4 năm ngoái, công ty công nghệ quốc phòng Almaty thông báo hệ thống S-500 Prometheus đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. S-500 Prometheus là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ tiếp theo với tầm bắn 600 km. Đây là một hệ thống đánh chặn tầm cao đa năng, được thiết kế để đánh chặn và bắn hạ máy bay tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo Telegraph, một trong những phi công hàng đầu của Kiev đã tiết lộ rằng Nga đang thiết lập các bẫy tinh vi để phục kích các chiến đấu cơ của Ukraine. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Thiếu tá không quân Ukraine Vadim Voroshilov chia sẻ với tờ Telegraph cuối tuần qua rằng Nga liên tục thay đổi chiến thuật nên giao tranh luôn thay đổi. Nga giăng bẫy, họ điều động một máy bay phản lực đến lừa phi công Ukraine nghĩ rằng chỉ có một máy bay, nhưng sau đó hai hoặc ba chiếc nữa sẽ xuất hiện ở hai bên, bay vây lấy máy bay Ukraine. Thiếu tá Voroshilov tiết lộ, khi các phi công Ukraine tiếp tục lái những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô, ông nhấn mạnh rằng họ không thể làm gì khác hơn là giữ trận địa. Việc quét sạch quân Nga với những chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không như Sukhoi và máy bay ném bom Su-34 càng trở nên khó khăn hơn, thiếu tá Ukraine bình luận. Trước đây, Ukraine đã kêu gọi các nước đối tác phương Tây viện trợ chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cầm chân kẻ thù, nhưng với F-16 chúng tôi có thể kiểm soát vùng trời, vùng biển và bảo vệ bộ binh. Chúng tôi cần thêm nhiều máy bay hiện đại hơn của đối phương, ông Voroshilov nói thêm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối cung cấp cho Ukraine chiến đấu cơ F-16. Những tuần gần đây, một số quốc gia thành viên NATO và Đông Âu bắt đầu chuyển các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô cho Ukraine, với lời hứa phương Tây sẽ cung cấp các mẫu hiện đại hơn để bổ sung về sau. Slovenia và Ba Lan đều đã gửi những chiếc MiG từ kho cũ của họ, nhưng một số chỉ để dùng thay thế phụ tùng. Sky News ngày 3 tháng 4 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sắp có chuyến công du tới Ba Lan để gặp người đồng cấp Andrzej Duda. Động thái diễn ra sau khi Ba Lan trở thành quốc gia NATO đầu tiên cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Ba Lan Marcin Prezidak cho biết chuyến thăm diễn ra từ ngày 5 tháng 4. Ông nói với đài phát thanh Ba Lan RMF sẽ có những cuộc đàm phán dài và sâu rộng không chỉ về tình hình an ninh mà còn về hỗ trợ kinh tế và chính trị. Đó sẽ là một chuyến thăm chính thức. Theo vị quan chức, nhà lãnh đạo Zelensky sẽ gặp người dân Ukraine đã tị nạn ở nước EU tại quảng trường Lâu Đài ở Warsaw. Trước đó, ông Zelensky đã gặp người đồng cấp Ba Lan lần cuối vào tháng 12 trong chuyến đi trở về từ Mỹ. Ba Lan và Ukraine là hai nước láng giềng có mối quan hệ lịch sử sâu sắc. Hơn 1 triệu người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa xin tị nạn ở Ba Lan sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Một giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học New York gần đây nhận định Nga có một năng lực tiềm ẩn trong xung đột ở Ukraine. Trong một bài viết trên tờ The Times, nhà khoa học chính trị Mark Galeotti cho biết Ukraine đang tin tưởng rằng cuộc tấn công xuân hè thành công có thể buộc quân đội Nga phải rút lui, nhưng còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công có thành hay không. Trái lại, chuyên gia nói rằng xung đột có thể kéo dài. Sputnik dẫn lời nhà khoa học chính trị viết rằng, nhận thấy năng lực tiềm ẩn to lớn của Nga, Ukraine nên cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột biến thành một cuộc chiến tiêu hao mệt mỏi. Lena Fish, nhà nghiên cứu của Hội đồng quan hệ đối ngoại tuyên bố, việc phương Tây không có mục tiêu cụ thể liên quan đến những cuộc khủng hoảng đã tạo ra một lợi thế lớn cho Nga. Sky News ngày 3 tháng 4 trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang cố hồi sinh danh tiếng của một lữ đoàn đã thất bại nhiều lần ở Ukraine.
Trong bản cập nhật tình báo mới nhất, London nhận định các hoạt động của Lữ đoàn Binh chủng Hải quân 155 của Nga đã được công bố và làm nổi bật vào tháng 3 trong một số video được công bố. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trên thực tế quân đoàn 155 được đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, ít nhất 2 lần trong 6 tháng qua. Nguyên nhân do các binh sĩ có thiếu sót trong các cuộc tấn công về mặt chiến thuật gần Vuhleda ở Donetsk. Theo London, nỗ lực nhằm phục hồi hình ảnh của lữ đoàn bằng chiến dịch thông tin có thể phản ánh rằng những thất bại trong chiến dịch của Nga ngày càng có tác động đến giới chức lãnh đạo cấp cao của Nga. Chuyển sang diễn biến ở khu vực châu Á, thưa quý vị, hải quân các nước từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc tập trận chống ngầm kéo dài 2 ngày tính từ ngày 3 tháng 4. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao khả năng đối phó với năng lực tên lửa và vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc với sự tham gia của nhóm tàu tấn công tàu sân bay Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Nimitz dẫn đầu. USS Nimitz đã đến Busan, thành phố miền nam của Hàn Quốc hồi tuần trước. Cuộc tập trận ba bên diễn ra sau khi Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn và mới hơn hồi tuần trước, đồng thời thề sẽ sản xuất nhiều vật liệu hạt nhân cấp vũ khí để mở rộng năng lực hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng phô trương khí tài gọi là phương tiện tấn công không người lái dưới nước có khả năng hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong một cuộc tập trận tuần này, các nước sẽ triển khai một chương trình huấn luyện tác chiến điện tử chống tàu ngầm di động để cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi và phá hủy các mối đe dọa dưới nước từ Triều Tiên. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản Hirokazu Masuno chia sẻ với báo giới rằng cuộc tập trận có ý nghĩa thúc đẩy hợp tác ba bên giữa nước này với Mỹ, Hàn, từ đó đối phó các vấn đề an ninh trong khu vực, bảo vệ sự thịnh vượng chung, đồng thời thể hiện cam kết của ba nước trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bình luận về cuộc tập trận của Mỹ, Nhật, Hàn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, cuộc tập trận mà một số quốc gia tiến hành quanh bán đảo là nguyên nhân chính làm leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Các bên liên quan nên tạo điều kiện thuận lợi để nối lại đối thoại. Được biết lần cuối ba nước Mỹ, Nhật, Hàn tổ chức tập trận chống ngầm chung là vào tháng 9 năm ngoái, lần đầu tiên trong vòng 5 năm, giữa lúc căng thẳng ngày một gia tăng do các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. Tiếp tục nói về Nhật Bản, nước này sẽ bắt đầu tổ chức chuỗi các cuộc họp bộ trưởng trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 5. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh nhiều vấn đề, bao gồm xung đột ở Ukraine, nguồn cung năng lượng và lương thực, cũng như nỗ lực ổn định nền kinh tế toàn cầu. Theo Japan Times, tổng cộng có 15 cuộc họp cấp bộ trưởng đã được lên kế hoạch tổ chức khắp Nhật Bản trong suốt năm nay. Đây là lần Tokyo tổ chức nhiều hoạt động nhất khi giữ chức chủ tịch luân phiên của G7. Nhật Bản đang chủ trì hội nghị G7 lần thứ 7 với sự thống nhất của các thành viên trong nhóm bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ cùng EU. Các nước đang hợp tác chặt chẽ để ứng phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. 9 cuộc họp cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức trước ngày hội nghị thượng đỉnh G7. Diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 ở Sapporo, kéo dài 2 ngày giữa các bộ trưởng phụ trách vấn đề khí hậu, năng lượng và môi trường. Theo chính phủ Nhật Bản, nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng và đạt cam kết trung hòa carbon trong khi phát triển kinh tế bền vững sẽ là một trong những chủ đề mà các bộ trưởng sẽ thảo luận. Từ ngày 16 tháng 4, ngoại trưởng các nước G7 sẽ nhóm họp trong 3 ngày ở miền Trung Nhật Bản để tái xác nhận sự thống nhất trong nỗ lực đối phó các thách thức an ninh từ Trung Nga, cũng như từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Theo Japan Times, đây cũng là cơ hội để các nhà ngoại giao hàng đầu củng cố sự đoàn kết trong nỗ lực chống lại các hành động đơn phương, thay đổi diện mạo bằng vũ lực và kêu gọi xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mặt khác, giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đối mặt với các tình trạng lạm phát và hậu quả từ xung đột ở Đông Âu, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương sẽ có cuộc gặp ở Niigata từ ngày 11 đến 13 tháng 5, chỉ một tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Hiroshima. Giải pháp phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giải quyết các vấn đề khủng hoảng nợ của các nước kém phát triển vẫn là chủ đề chính, nhất là khi nền tài chính toàn cầu bất ổn. Sau vụ ngân hàng Silicon Valley, một đơn vị cho vay của các đơn vị khởi nghiệp tại Mỹ sụp đổ. Đây là sự thất bại lớn nhất trong ngành ngân hàng kể từ khi khủng hoảng tài chính năm 2008. Các bộ trưởng tài chính cũng dự kiến bàn về việc thắt chặt các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử, các mục tiêu tăng cường bảo vệ khách hàng và nâng cao tính minh bạch trong môi trường kinh doanh. Các bộ trưởng nông nghiệp nhóm họp ngày 22 tháng 4, trong khi các bộ trưởng phụ trách vấn đề kỹ thuật số họp bàn ngày 29 tháng 4. Các bộ trưởng lao động có cuộc thảo luận vào ngày 22 tháng 4, trong khi các bộ trưởng khoa học và công nghệ nhóm họp từ ngày 12 đến 14 tháng 5. Cuộc họp của các bộ trưởng giáo dục diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 5. Các bộ trưởng y tế nhóm họp vào ngày 13-14 tháng 5. Một diễn biến khác đáng chú ý là nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ở Bắc Kinh vào hôm 2 tháng 4. Ông Vương đã cảnh báo Tokyo chớ đi theo chính sách của Washington về Bắc Kinh. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã nói rằng quan hệ song phương Trung-Nhật nhìn chung đang ổn định, nhưng thi thoảng có nhiều xáo trộn.
Ông tiếp tục nói rằng một số thế lực ở Nhật Bản đang đi theo chính sách sai lầm của Mỹ và hợp tác với Washington để vu khống và khiêu khích Trung Quốc trong nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi. Theo NHK, dường như nhà ngoại giao đề cập đến Đài Loan trong đánh giá trên. Ông Vương cũng cho rằng Trung Quốc duy trì chính sách ổn định và nhất quán với Nhật Bản. Lưu ý rằng năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 45 năm Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh kêu gọi Tokyo xây dựng quan hệ song phương đáp ứng các yêu cầu của thời đại. Giới quan sát nhận định Trung Quốc không chỉ cảnh báo Nhật Bản không nên tăng cường can thiệp về vấn đề đảo Đài Loan, mà còn cố kéo Tokyo về phía mình bằng thiện chí sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương. Cũng liên quan đến quan hệ Trung Nhật, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 3 tháng 4 tuyên bố chính phủ sẽ tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho một công dân Nhật Bản bị bắt giữ tại Trung Quốc. Tokyo cũng yêu cầu các chuyến thăm lãnh sự với người đàn ông này và sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết. Nhà lãnh đạo thông báo trong một cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện, theo Reuters. Tuyên bố của Thủ tướng Kishida được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi gặp người đồng cấp Trung Quốc vào Chủ nhật và cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Bắc Kinh cho biết họ sẽ xử lý vụ việc theo luật pháp. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo chưa nhận được lời giải thích từ Bắc Kinh về việc giam giữ người đàn ông trên. Theo Nhật báo Nikkei, người đàn ông ngoài 50 tuổi bị bắt giữ khi đang làm việc ở Trung Quốc hơn 20 năm. Báo Yomiuri nói ông là một giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Astellas. Astellas xác nhận với Reuters rằng nhân viên của họ đã bị giam giữ ở Trung Quốc, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một người Nhật Bản sống ở Trung Quốc nói với Reuters rằng sự mập mờ trong các vụ bắt giữ công dân nước ngoài ở Trung Quốc đang khiến các doanh nhân Nhật Bản khác cảm thấy bất an. Mọi người lo lắng và bất an vì nghĩ rằng mình có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, một người giấu tên chia sẻ. Ông nói thêm, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản ở Trung Quốc đã phải vật lộn để điều hướng việc chuyển dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu sản xuất từ các nhà máy qua biên giới, theo luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 5 đến 7 tháng 4. Theo Politico, lãnh đạo Pháp đang theo đuổi một nhiệm vụ ngoại giao đầy tham vọng nhằm kéo Trung Quốc rời xa Nga với lời chúc may mắn từ các chính khách Mỹ. Theo Politico bình luận, lãnh đạo Pháp kỳ vọng có thể ngăn lãnh đạo Tập Cận Bình trở nên thân thiết hơn với Tổng thống Nga Putin. Đồng thời, ông chủ điện Élysée có thể cũng mong muốn đóng vai trò hòa giải trong xung đột Đông Âu. Chưa rõ điều gì thôi thúc Tổng thống Macron giữa lúc bối cảnh diễn ra chuyến đi 3 ngày của ông không hề thuận lợi. Một là châu Âu tiếp tục quay cuồng với tác động tiêu cực từ việc cắt quan hệ thương mại với Nga. Hai là căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gia tăng. Theo Politico, Tổng thống Pháp muốn chơi một ván cờ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc sau cuộc điện đàm kéo dài hàng giờ nhưng không hiệu quả với Tổng thống Nga hồi năm ngoái, một diễn biến được xem là thất bại trong nỗ lực ngăn Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Macron được cho là sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình hàng giờ và đến thăm một thành phố có nhiều ý nghĩa với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một cố vấn điện Élysée bình luận, chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay những nhà lãnh đạo trên thế giới có thể trao đổi sâu rộng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, kỳ vọng Pháp có thể đạt được đột phá khá nghiêm tốn. Chính khách của nhiều quốc gia phương Tây khác cũng không mấy tích cực về điều này. Dựa trên việc Tổng thống Macron thất bại trong nỗ lực đóng vai trò trung gian trong nỗ lực giải quyết xung đột như chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine hay hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, nhiều người không mấy hy vọng về khả năng chuyến đi lần này có thể đem lại kết quả ý nghĩa. Ba nguồn tin là quan chức Mỹ chia sẻ với Politico. Nhà Trắng cũng có một số lo ngại về khả năng Pháp tỏ ra quá thiện chí với Trung Quốc giữa lúc Washington và Bắc Kinh đang tăng nhiệt căng thẳng ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, mặc dù Nhà Trắng ủng hộ chuyến thăm sắp tới của ông Macron. Ở diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố đóng mọi cánh cửa, không tiếp đại sứ Mỹ tại Ankara, Jeffrey Flake, sau khi ông này gặp đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là ông Kemal Kılıçdaroğlu. Theo tạp chí Ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cho rằng đại sứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thăm ông Kemal. Đây thực sự là điều đáng xấu hổ. Ông ấy là một đại sứ và thường xuyên đối thoại với Tổng thống nước sở tại. Sau hành động trên, làm sao ông ấy có thể tiếp tục trao đổi với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ? Mọi cánh cửa của chúng tôi đều đã đóng lại và ông ấy sẽ không được tiếp đón nữa. Tại sao ư? Ông ấy cần hiểu vị trí của mình ở đâu. Được biết, cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Ông Kılıçdaroğlu được chọn là đại diện cho Liên minh 6 đảng đối lập và được xem là đối thủ chính của lãnh đạo đương nhiệm Erdogan. Danh sách các ứng cử viên Tổng thống cũng bao gồm ông Muharrem İnce thuộc Đảng Tổ quốc và ông Cinan Oğan do Đảng ATA ủng hộ. Trung tâm nghiên cứu dư luận Metropol đã tiến hành một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 2.000 người từ 28 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ 13 tháng 2 đến 14 tháng 3.
Cuộc khảo sát cho thấy 44,6% người tham gia khảo sát bỏ phiếu cho ông Kılıçdaroğlu, trong khi Tổng thống Erdogan nhận được 42% phiếu bầu. Chuyển sang một số tin tức xã hội, kinh tế đáng quan tâm. Reuters đưa tin nhiều người dân Pakistan đã tập trung tại nhiều trung tâm để nhận bột mì miễn phí theo một chương trình của chính phủ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình đang phải vật lộn với chi phí leo thang do lạm phát tăng phi mã. Theo Reuters, mỗi ngày có tới hàng ngàn người tập trung tại các trung tâm được thành lập trên khắp Pakistan. Cục Thống kê Pakistan cho biết trong tháng 3, lạm phát giá tiêu dùng ở Pakistan đã tăng lên mức kỷ lục 35,37% so với năm ngoái. Chi phí hàng hóa cơ bản cũng tăng cao, với giá bột mì tăng hơn 45% trong năm qua. Lạm phát cao quá, giá của một túi bột đã tăng lên tới 1.160 rupee. Tôi không có đủ tiền. Lương hưu của tôi chỉ vỏn vẹn 8.500 rupee, 30 đô la Mỹ. Mohammed Chouai, một công nhân về hưu, nói với Reuters. Trong nhiều tháng, quốc gia Nam Á này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kinh tế khi các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị đình trệ. Cảnh sát và các quan chức cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các vụ dẫm đạp tại các trung tâm hỗ trợ trong những ngày gần đây. Trong khi đó, nạn cướp giật hoành hành khiến hàng ngàn bao bột bị thất thoát. Chính phủ Pakistan đã khởi động chương trình phân phối bột mì để tiếp cận hàng triệu gia đình có nhu cầu trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ tuần trước. Ả Rập Xê Út và các thành viên khác trong khối OPEC cộng hôm 1 tháng 4 bất ngờ thông báo sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Ở một chuyên gia nói với Reuters ngày 3 tháng 4 rằng quyết định là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ không bị cản trở bởi sự can thiệp của phương Tây. OPEC sẽ hành động rất thận trọng. Nếu có trường hợp cung cầu không như dự đoán, họ sẽ đưa ra quyết định và không bị ngăn cản bởi bất kỳ sự phản đối nào của phương Tây hoặc của Tổng thống Joe Biden. John Driscoll, Giám đốc Dịch vụ Năng lượng JTD Energy Services có trụ sở tại Singapore cho biết, họ sẽ tiếp tục đưa ra quyết định để cân bằng nguồn cung cầu mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Mỹ hoặc châu Âu, chuyên gia nói với Reuters. Ả Rập Xê Út và các thành viên khác trong khối OPEC cộng hôm 1 tháng 4 bất ngờ thông báo sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Riêng Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm 500.000 thùng mỗi ngày. Từ tháng 5 đến cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết nước này sẽ gia hạn việc cắt giảm 500.000 thùng một ngày cho đến cuối năm 2023. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Iraq, Oman và Algeria cũng thông báo họ sẽ cắt giảm sản lượng trong cùng thời gian. Với UAE là giảm 144.000 thùng một ngày, Kuwait giảm 128.000 thùng một ngày, Iraq giảm 211.000 thùng một ngày, Oman giảm 40.000 thùng một ngày và Algeria giảm 48.000 thùng một ngày. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út giải thích việc cắt giảm này là biện pháp ổn định thị trường dầu mỏ sau khi giá liên tục xuống thấp trong thời gian qua. Theo chuyên gia Driscoll, nhu cầu dầu ngày càng tăng của Trung Quốc và mối quan hệ đặc biệt của nước này với Nga chắc chắn đóng vai trò trong quá trình đưa ra quyết định của OPEC. Tuy nhiên, một số nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng ở châu Á, ví dụ như Singapore, sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trước việc cắt giảm sản lượng, ông nhận định. Theo Wall Street Journal, đưa tin hôm 2 tháng 4, thương hiệu chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng McDonald's tạm thời đóng cửa các văn phòng trên khắp nước Mỹ trong tuần này khi họ chuẩn bị thông báo với các nhân viên của tập đoàn về việc sa thải. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc mở rộng của công ty. Theo đó, trong một email nội bộ gửi đến các nhân viên của công ty tại Mỹ, một số nhân viên quốc tế hồi tuần trước, McDonald's đã yêu cầu họ làm việc ở nhà từ thứ Hai đến thứ Tư và phía công ty sẽ gửi email thông báo về việc sa thải trực tuyến. Trong tuần này, kể từ ngày 3 tháng 4, chúng tôi sẽ thông báo một số quyết định quan trọng liên quan đến vị trí và đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp, tờ Wall Street Journal, trích dẫn thông báo của công ty có trụ sở tại Chicago cho biết. Bên cạnh đó, trong một email khác, công ty cũng đã yêu cầu nhân viên hủy bỏ các cuộc gặp gỡ cá nhân với các nhà cung cấp, cũng như những đối tác bên ngoài khác tại các trụ sở công ty. Phía McDonald's hiện từ chối đưa ra bình luận chính xác về số lượng nhân viên bị sa thải. Trước đó hồi tháng 1, chuỗi thức ăn nhanh cho biết họ đã lên kế hoạch cho những quyết định khó khăn về các thay đổi đối với các cấp bậc nhân viên. Đây như một phần kế hoạch chiến lược mở rộng mà chuỗi này đang thực hiện. McDonald's dự kiến sẽ bắt đầu công bố các quyết định quan trọng trong ngày 3 tháng 4. Thưa quý vị, Giám đốc điều hành tập đoàn ANZ cho rằng những bất ổn gần đây của hệ thống ngân hàng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính. Mặc dù vậy thì vẫn còn quá sớm để dự đoán về sự sụp đổ hàng loạt như năm 2008. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo trên thế giới đang tỏ ra vô cùng cảnh giác sau sự sụp đổ của ngân hàng SVB và ngân hàng Signature tại Mỹ. Đồng thời, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ cũng vừa phải tiếp quản khẩn cấp ngân hàng Credit Suisse. Trả lời phỏng vấn hôm 27 tháng 3, ông Jenny Elliott, giám đốc điều hành tập đoàn ANZ, cho biết
Các diễn biến vừa qua của ngành ngân hàng có thể gây ra khủng hoảng. Tuy nhiên, liệu có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng với quy mô sâu rộng như năm 2008 hay không là vấn đề cần phải cân nhắc. Và lúc này, việc dự đoán không hề dễ dàng khi các ngân hàng trung ương mạnh tay chống lạm phát và động thái tăng lãi suất chưa thể sớm dừng lại. Ông Shane Elliott nhận định, đánh giá về những rủi ro đối với hệ thống ngân hàng Úc, Giám đốc điều hành ANZ lưu ý ngay cả khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu như năm 2008, các ngân hàng của Úc cũng không bị ảnh hưởng nhiều như tại Anh và Mỹ, nhờ các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ và sức chống chịu của kinh tế Úc cũng tốt hơn. Trong khi đó, Trey Chancellor, Giám đốc điều hành National Australia Bank, tổ chức cho vay lớn thứ hai tại Úc cho biết, các khách hàng thế chấp bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng sau 10 lần tăng lãi suất. Tuy nhiên, các trường hợp mất khả năng thanh toán chưa có dấu hiệu tăng lên. Được biết, National Australia Bank vừa được Ngân hàng Trung ương Úc kết luận khả năng thanh toán đủ mạnh trong đợt đánh giá năng lực tài chính vào tuần trước. Theo đài CCTV ngày 2 tháng 4, ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách thay thế đồng đô la Mỹ cho dự trữ ngoại hối. Kể từ đầu năm 2022, quá trình phi đô la hóa toàn cầu đã bắt đầu tăng tốc. Các quốc gia đã thúc đẩy đa dạng hóa tài sản dự trữ ngoại hối và tìm cách sử dụng các hiệp định tiền tệ song phương và đa phương nhằm giải quyết các giao dịch thương mại quốc tế, đài CCTV nhận định. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương đã chuyển sang dự trữ vàng để tránh rủi ro địa chính trị. Điều này phản ánh cả sự suy giảm niềm tin toàn cầu đối với đồng đô la và mong muốn phi đô la hóa ngày càng tăng, CCTV nói thêm. Một trong những mục đích chính của việc tăng dự trữ vàng là đa dạng hóa thành phần dự trữ tài sản của các nước. Một lý do có thể là để giảm thành phần của đồng đô la Mỹ. Wang Lixin, giám đốc điều hành của World Gold Council, chi nhánh Trung Quốc chia sẻ. Vào cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tuyên bố rằng nước này và Malaysia đồng ý sử dụng đồng rupee của Ấn Độ để giải quyết thương mại. Theo truyền thông Ấn Độ, đây là bước đi quyết định hướng tới phi đô la hóa ở Ấn Độ, đồng thời cũng là cách bảo vệ thương mại của Ấn Độ trước tác động của xung đột Nga-Ukraine. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã đưa ra quyết định cho phép sử dụng đồng rupee Ấn Độ để thanh toán quốc tế vào tháng 7 năm ngoái. Cũng trong tuần trước, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã bế mạc tại Bali, Indonesia. Tại cuộc họp, các quốc gia thành viên nhất trí tăng cường sử dụng các đồng nội tệ trong khu vực và giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền quốc tế chủ chốt hiện nay trong thương mại. Mục tiêu nhằm đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Peri Warijio tuyên bố, ASEAN sẽ thành lập một ban chuyên gia nhằm thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng đồng nội tệ trong khu vực cho các giao dịch tài chính. Chỉ khi đồng nội tệ được sử dụng thường xuyên hơn trong khu vực, thương mại và đầu tư xuyên biên giới mới được phát triển. Ở châu lục khác, tại hội nghị cấp cao của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe diễn ra vào cuối tháng 1, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã công bố một điều khoản xác nhận hai nước đang nỗ lực xây dựng đồng tiền chung Nam Mỹ, theo đài CCTV của Trung Quốc. Một cuộc thi đua xe bò thường niên đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 vừa qua ở Campuchia. Cuộc thi là một phần của lễ mừng năm mới, thường được người dân Campuchia tổ chức vào giữa tháng 4. Ông Chun Phichep, một người thường xuyên tham gia cuộc thi, cho rằng sự kiện này giúp bảo tồn những chiếc xe bò có nguồn gốc từ văn hóa Khmer cổ truyền. Cuộc thi như một cách nhắc nhở người dân cần chăm sóc loài gia súc này. Sự kiện do Sở Văn hóa tỉnh Kompong Spiel phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Hội chăn nuôi bò tổ chức tại xã Rokatom thuộc thành phố Chabamon. Anh Nong Srenin, 17 tuổi, chia sẻ rằng những chiếc xe bò thật ấn tượng, văn hóa Khmer truyền thống cần được thế hệ trẻ học hỏi. Qua đó, họ có thể phát huy nó trong tương lai. Theo thông tin từ Reuters, cuộc thi năm nay có 39 người tham gia, với lượng khán giả đông đảo bao gồm người dân địa phương, những người đam mê thể thao đến từ các tỉnh lân cận và khách du lịch nước ngoài. Xe bò truyền thống của người Khmer được sử dụng để chở người và hàng hóa trong nhiều lễ hội ở Campuchia, như lễ hội Katen của Phật giáo và các đám cưới địa phương. Sau này, xe bò được sử dụng trong các cuộc thi với mục tiêu bảo tồn và tưởng nhớ các truyền thống cũ. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, các cuộc đua đã trở lại trong năm 2023. Chính quyền sở tại đã chủ động tổ chức cuộc thi ở quy mô lớn để thu hút nhiều khách du lịch hơn. Vừa qua, đầu bếp người Bolivia Moshiataha và đầu bếp người Peru Virgilio Martinez đã cùng tạo ra nhiều món ăn sử dụng nguyên liệu bản địa Nam Mỹ tại nhà hàng Gusho ở thủ đô La Paz của Bolivia. Mục tiêu của họ là truyền tải sự đa dạng sinh học của vùng Amazon thông qua ẩm thực. Các đầu bếp đến từ Nam Mỹ đều mong muốn bảo tồn văn hóa tổ tiên. Ông Martinez chia sẻ rằng, chúng tôi có khả năng chế biến những nguyên liệu lạ lẫm này. Chúng sẽ trở thành một thứ gì đó đơn giản và gần gũi với chúng ta. Để thực hiện mong muốn của mình, hai đầu bếp Taha và Martinez đã sử dụng thông tin thu thập được từ dự án Saborat Chinvaches của nhà hàng Gusho. Dự án này đã kéo dài được 15 năm, nghiên cứu gần 200 cộng đồng người bản địa ở vùng rừng rậm Amazon để xác định hơn 600 loại nguyên liệu và thương liệu. Dự án Saborat Chinvaches
không chỉ nỗ lực tạo ra một danh mục nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn đậm chất Nam Mỹ, mà còn hợp tác với các bộ tộc bằng cách mua sản phẩm của họ. Chia sẻ với Reuters, đầu bếp Raha nói rằng đây không chỉ là một lễ hội tôn vinh vùng đất Amazon và sự đa dạng sinh học nơi đây, mà còn là dịp để những đầu bếp như chúng tôi trổ tài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới về chính trường thế giới ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.